chú. Sao? Ông ghi đồng không đồng không chú? Ông đi đây thẳng chắn lắm rồi. Ok, thế chú thay cho ghi đồng không đồng nhá. Vâng ạ. Ok. Tiếp tục series ghi đồng không đồng thì ngày hôm nay ông cháu đã chán đi ghi đồng thẳng. Và ngày hôm nay thì HT Bike có một cái ý tưởng là độ vô lăng ô tô vào thay thế ghi đồng thẳng của ông cháu. Ok anh em, anh em cùng đợi HT Bike độ nhá. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Tình nào ông cháu, skip dễ không? Đẹp không? Và thế là đã xong một quả ghi đông không đồng cho ông cháu. Ông cháu vừa đi trước kia, vừa lái ô tô luôn anh em nhá. Rồi ông cháu, thế đã biết lái ô tô chưa? Chưa. Thế tập lái ô tô luôn à? Vâng ạ. Ok, có thích không? Có ạ. Chất không? Chất ạ. Ok, thế này thì chiến nhất lớp luôn gì nữa. Vâng ạ. HT Bike chọn đúng không sai.